Xin chào các bạn, mình đang cho các bạn xem một cành lá dâu các bạn ạ, lá dâu tằm đó các bạn. Và đây là một trong những loại thức ăn mà cứ thỉnh thoảng là mình lại lấy cho vào trong hồ cá các bạn ạ. Mấy hồ cá đuôi kiếm của mình này, rồi cá mún với lại cá bể màu nữa. Thì tại sao mình lại sử dụng loại lá này? Nếu mà không có loại lá này á, thì các bạn có thể sử dụng cái rau chân vịt, rau bina đó các bạn thì cũng được đó. Nhưng mà tại vì chỗ mình có cái bãi đất trống á, là mình có trồng một ít cây này này, cây dâu tằm này này. Thì nếu mà bạn nào mà có chơi tép cảnh thì chắc là đã biết tới rồi. Cho tép nó ăn lá dâu tằm này á, thì nó sẽ lên màu rất là đẹp. Thì tại sao nó lại như vậy? Đó là bởi vì các bạn biết không, gần đây này mới có một bài báo, đó là Trung Quốc nó dùng cái cây dâu tằm này này, nó phủ xanh một cái sa mạc. Đúng là Trung Quốc mà, cái gì nó cũng làm được, đào đào núi rồi lấp biển, rồi bây giờ là nó đang phủ xanh sa mạc, là nó cũng trồng cái cây dâu tằm này. Thì mình đọc báo mình cũng thấy như vậy. Và ở trong bài báo đó, người ta có cung cấp một thông tin rất là thú vị, đó là cái cây dâu tằm này ở lá của nó có chứa cái lượng protein ở trong lá của nó đó tới 36% luôn các bạn ạ. Khá là cao. Cũng ở trong cái bài báo đó luôn, người ta cũng nói là dâu tằm có vai trò rất là quan trọng ở trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Đó, quan trọng là người ta có nói là nuôi trồng thủy sản đó các bạn. Cho nên mình cũng muốn chia sẻ với các bạn về loại lá dâu tằm này. Nếu các bạn ở thành phố thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm một vài cành rồi các bạn cắm ở trong cái chậu thôi là nó cũng đã lên rồi các bạn. Nó rất là dễ sống, cắm cái cành thôi các bạn này. Đó, lấy cành cái này thì mình bẻ thì nó bị tưa ra rồi. Giả sử như các bạn mà cắm cành thì các bạn cắt cho nó gọn gàng xíu, cho nó dứt khoát một chút xíu, rồi cắm cành là từ từ nó lên thôi. Cứ tưới nước đầy đủ là nó lên. Cách mà mình cho cá ăn á, thì bữa nào mà mình siêng á, thì mình sẽ trụng nước nóng cái lá này đi, thì cá nó ăn nó nhanh hơn, nó mạnh hơn. Tại vì giống như là nó mềm ra rồi đó mà, thì cá nó ăn nó mạnh hơn. Còn bữa nào mà mình lười lười á, thì mình cứ lấy cái lá rồi mình vo nó ra các bạn ạ. Mình sẽ vo cái lá này cho nó nhầu nhầu tí để cho nó nhanh mềm nữa mà. Rồi mình cũng cho vô hồ luôn, và cá nó sẽ tiêu thụ hết. Mục đích mình cho cá nó ăn là để bổ sung thêm các chất dinh dưỡng cần thiết, và nhất là cho cá có màu sắc đẹp hơn, màu sắc nó sẽ nổi bật hơn. Các bạn xem lại cái lá dâu tằm này. Cái lá dâu tằm á, thì nó có thể nó hình thù như thế này, hoặc là có thể có lá nó có răng cưa các bạn. Nó tạo thành mấy cái rãnh rãnh như vậy này. Các bạn xem này. Đó. Cái này là nó ít rãnh này. Có một số loại á, rãnh nó nhiều hơn. Này thì nó ít rãnh này. Này nó có tí tí rãnh này các bạn này. Để mình coi có cái lá nào nó nhiều rãnh hơn. Đây này. Cái lá này nó nhiều rãnh hơn xíu này các bạn này. Đó. Các bạn thấy không? Nó có mấy cái rãnh nữa này. Một loại lá rất là đơn giản, một cách cung cấp dinh dưỡng cho cá rất là đơn giản mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được tại nhà. Nếu mà bạn nào ở quê ấy, thì càng dễ nữa. Chỉ việc kiếm một cành rồi cắm ở đất dưới quê thì nó lên nhanh cực kỳ rồi, vài bữa nó tùm luôn đó các bạn ạ. Ngoài ra, ngoài cái việc mà sử dụng cho cá ra thì cái cây dâu tằm này còn được dùng để chữa bệnh cho người nữa đó các bạn nhé. Mà mấy cái bài thuốc chữa bệnh cho người đấy thì nó đầy trên mạng ấy, thì các bạn có thể tìm cái cụm từ ví dụ như là công dụng chữa bệnh của cây dâu tằm á, là nó ra một mớ luôn đó các bạn ạ. Còn mình á, thì mình chỉ giới thiệu với các bạn đó là để sử dụng cho hồ cá thôi. Thì mình nhắc lại đó là chúng ta có thể luộc sơ nó đi hoặc là vò nó. Trong đó cái cách mà luộc sơ nó đi á, thì cá nó ăn nhanh hơn. Cá rồi tép cảnh, tôm cảnh nó ăn khá là sung các bạn ạ. Mục đích đó là để giúp cá lên màu đẹp hơn và có sức khỏe tốt hơn. Video này rất là đơn giản và ngắn gọn như vậy thôi, nhưng hy vọng có thể giúp ích được cho các bạn. Bây giờ mình chào tạm biệt các bạn.